Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12 cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ 4 căn nằm ngay trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một khu nhà lầu đồng bộ với giá giao bán từ 4 tỷ 900 triệu đồng đến 5 tỷ 800 triệu đồng nha. Từng căn. Căn bên tay phải màn hình của quý hàng, căn số 1 này. Với diện tích ngang 3m8, độ dài là 14m và được giao bán với giá là 4 tỷ 900 triệu đồng. Còn hai căn ở giữa này, ngang 4m2, độ dài là 14m và giá chào bán là 5 tỷ 500 triệu đồng nha. Căn cuối này thì có diện tích lớn hơn. Ngang 4m2, độ dài là 17m, được giao bán với giá là 5 tỷ 800 triệu đồng nha. Và hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Một bộ 4 nhà cực đẹp, giá rẻ đầu tư. Với kết cấu là một trệt đúc kiên cố 3 lầu. Chúng ta cùng xem khu vực con hẻm trước nhà mình nha. Hẻm trước nhà là một con hẻm một trục, một xẹt và chỉ cách trục đường Lê Đức Thọ khoảng tầm có 30m đi bộ thôi. Hẻm trước nhà rộng 5m, xe hơi, xe tải ra vào thoải mái nha. Đây, có cả xe hơi đậu trước nhà này. Chỉ cách trục đường Lê Đức Thọ khoảng tầm 30m. Chúng ta di chuyển về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì mất khoảng tầm 10 phút đồng hồ nha. Và mời các nhà cùng theo chân nhà đất Bá Hưng di chuyển vào khu vực căn nhà số 2 trong dãy nhà lầu đồng bộ 4 căn này. Với diện tích ngang 4m2, độ dài là 14m và được xây dựng với kết cấu là một trệt, một trệt 3 lầu. Sẽ có một bộ cổng sắt ở phía bên ngoài, bộ cổng sắt cực kỳ chắc chắn này. Và bên trong thì sẽ được bố trí một khoảng sân xe máy khoảng tầm 1m, 1m2 thôi. Đây. Và khu vực trong này sẽ là khu vực đậu xe hơi. Khu vực đậu xe hơi thì gia chủ bố trí ốp gạch sàn và gạch bóng kính 80. Bên dưới thì có đổ bê tông và rán sắt nha. Một khu nhà lầu rất rẻ, giá 4 tỷ 9 tới 5 tỷ 8 tùy căn. Đây, khu vực đậu xe hơi này thì trên trần là trần thạch cao đèn chùm này. Tường thì chúng ta được dán giấy, bố trí rất đẹp nha. Và hướng nhà là hướng chính bắc. Giá tiền của căn này là 5 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Chúng ta di chuyển vào bên trong thì sẽ là khu vực cầu thang. Với diện tích đẹp ngang 4m2, độ dài là 14m nha. Cầu thang sẽ được làm tay vịn là gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly, ốp mặt đá hoa cương. Cầu thang áp sát vào tường, kiểu cầu thang đứng nha. Và bên trong sẽ là khu vực tủ bếp và phòng bếp. Phòng bếp này cao hơn phòng khách khoảng tầm 15 phân này. Đấy. Cũng là gạch 80. Đây, chúng ta cùng xem khu vực bên trong này nha. Bộ tủ bếp bằng gỗ sồi Mỹ và chúng ta cũng được ốp đá phía dưới. Đèn tường thì được dán gạch lên hết luôn. Phía trong này thì chúng ta có khu vực rửa tay và một nhà vệ sinh ở dưới chân cầu thang. Căn nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ và có 5 nhà vệ sinh. Có phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước, phía sau. Và giá chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi nha. Anh chị nào có tài chính tầm dưới 5 tỷ thì chúng ta chọn căn đầu tiên. Chỉ có giá là 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. Còn căn cuối là 5 tỷ 8, diện tích dài hơn. Dài hơn khoảng tầm 3 mét. Đây, chúng ta cùng di chuyển lên khu vực bên trên nha. Khu vực trên này thì sẽ được làm 2 phòng ngủ và 2 toilet. Làm lệch tầng. Đây, phòng ngủ phía sau này, nhỏ hơn phòng ngủ phía trước. Vẫn là gạch 60, màu trắng. Chúng ta có khu vực dưới trời luôn. Dán dây dán tường. Trên thì có trần thạch cao. Đèn ngủ. Và một toilet riêng. Anh chị nào đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha.
Đừng quên bấm vào biểu tượng chuông để xem những video tiếp theo. Và bên nhà Lát Bát Hương cũng để các đường link trang fanpage ở dưới phần mô tả video. Thì anh chị nào đang xem thì chúng ta hãy ấn vào tiêu đề video để hiện lên phần mô tả nha. Ở dưới đó Hưng có để đường link trang fanpage này, link Facebook cá nhân của Hưng. Chúng ta từ đó hãy vào fanpage và nhớ like fanpage để dễ dàng lựa chọn được những căn nhà giá hợp lý nha. Và muốn inbox trực tiếp với Hưng thì chúng ta hãy gửi lời mời kết bạn và gửi tin nhắn tới Hưng nha. Khu vực phòng ngủ phía trước này thì rộng hơn, vẫn là sàn gạch như vậy thôi. Đây, phòng cũng rất rộng, thoải mái để đồ. Có dán trên tường, làm rèm cửa rồi. Đèn ngủ, đèn chiếu sáng và đèn led đầy đủ luôn này. Một nhà vệ sinh riêng nha. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh cũng được làm rất là cao cấp, ốp gạch sàn hết luôn. Và có vách ngăn kính này. Chúng ta sẽ có bồn cầu, bồn rửa tay, vòi tắm hoa sen và gương soi. Thiết bị cao cấp hàng inox nha. Và chúng ta cùng di chuyển ra khu vực ban công. Nhà mình sẽ có được đúc ban công 1m2 và cửa nhôm Sinfa, lan can bằng sắt đặc. Đấy, khu vực nhà lầu rất đẹp. Đậu xe hơi trước nhà. Hẻm 5m chỉ cách trục đường Lê Đức Thọ khoảng tầm 30m đi bộ thôi. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2 nha. Với một căn nhà chỉ có giá từ 4 tỷ 900 triệu đồng đến giá 5 tỷ 800 triệu đồng mà nằm trong khu nhà hẻm một xẹt một trục đường Lê Đức Thọ này thì giá rất là rẻ và phù hợp cho nhà mình mua để đầu tư cũng như là mua để cho thuê. Theo Hưng thì Hưng nhận định căn nhà phố ở khu nhà lầu này rơi vào giá cho thuê khoảng tầm 15 đến 17 triệu đồng một căn. Thì anh chị nào đang dư giá tiền thì chúng ta nên mua một căn để đầu tư hoặc là mua cho thuê bán lại nha. Rất tuyệt vời. Nếu anh chị nào hứng thú mua kinh doanh bất động sản. Đây, chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ số 4 nha. Cửa vào vẫn là cửa gỗ sồi. Và trên này sẽ được làm ban công lúc vuông. Đây, phòng cũng rất rộng nha các nhà. Đây, và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 3, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước, phía sau. Đây là khu vực phòng thờ của nhà mình nha. Đây, phòng thờ của nhà mình. Vừa đủ thờ luôn. Phía ngoài này sẽ là khu vực sân thượng trước nha. Đấy, làm rất đẹp. Nhà vừa mới làm xong vào đầu năm 2020. Rất rộng rãi. Ngang tới 4m2, dài 14m. Và phía sau thì sẽ là khu vực sân thượng phía sau và khu vực phòng giặt phơi đồ luôn. Đây. Đây có đường ống xả máy giặt này. Ở đây thì gia chủ có làm khung sắt rồi, chúng ta chỉ thiếu một cái mái thôi. Và video của bà Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý khách hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn nha. Và xin chào và hẹn gặp lại.